Thưa quý vị, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia vừa đưa ra cảnh báo lũ quét và sạt lở đất ở khu vực vùng núi các tỉnh Bắc Bộ. Cảnh báo đưa ra trong đêm 17 tháng 6, khu vực Nam Sơn La, Hòa Bình và phía Đông Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to đến rất to. Lượng mưa từ 19 giờ hôm qua đến 3 giờ sáng nay có nơi trên 80 mm, như Xuân Nha, Sơn La 136,2 mm hay Mai Hịch, Hòa Bình 127,8 mm, Láng Thượng, Hà Nội 86 mm. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất tại các tỉnh như Hòa Bình, Sơn La hay Thái Nguyên. Chiều tối nay thì vùng núi và trung du Bắc Bộ tiếp tục có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to đến rất to với lượng mưa từ 20 đến 50 mm, có nơi trên 80 mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, mưa to có khả năng gây ngập úng. Thực hiện công tác đối ngoại biên phòng, tất cả 12 đồn biên phòng trên địa bàn tỉnh Hà Giang vừa phối hợp với các đơn vị chức năng phía nước bạn Trung Quốc tổ chức tuần tra song phương, thực thi pháp luật trên tuyến biên giới Việt Nam-Trung Quốc. Đợt tuần tra song phương lần này nhằm kiểm soát thực thi pháp luật trên biên giới, đấu tranh ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật như xuất nhập cảnh trái phép, buôn lậu, mua bán vận chuyển ma túy, mua bán người, vũ khí và hoạt động vi phạm pháp luật khác, đồng thời trao đổi thông tin về tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội hai bên biên giới. Qua kiểm tra, hệ thống đường biên mốc quốc giới được giữ nguyên trạng, nhân dân hai bên biên giới chấp hành nghiêm hiệp định về quy chế quản lý biên giới. Tuần tra song phương là hoạt động tăng cường tình đoàn kết hữu nghị giữa lực lượng bảo vệ biên giới hai nước, qua đó cùng nhau xử lý các vấn đề liên quan đến biên giới một cách hiệu quả trên tinh thần hợp tác cùng phát triển. Kết thúc tuần tra, hai bên đã ghi nhớ những nội dung nhiệm vụ đã thực hiện và thống nhất nội dung những lần tuần tra tiếp theo. Thưa quý vị, để bảo đảm hoàn thành chỉ tiêu cấp căn cước công dân, kích hoạt định danh điện tử cho toàn bộ công dân, các cán bộ chiến sĩ công an thành phố Hà Nội đã nỗ lực và quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ, tạo thuận tiện nhất cho người dân. Ghi nhận của phóng viên Truyền hình Nhân dân tại phường Việt Hưng, quận Long Biên. 20 giờ tối tại nhà văn hóa tổ 2, phường Việt Hưng, quận Long Biên. Đây là một trong số các điểm hướng dẫn người dân kích hoạt tài khoản định danh điện tử của tổ đề án 06, phường Việt Hưng. Ngoài ra, các thành viên tổ đề án 06 còn đi từng ngõ, gõ từng nhà để tuyên truyền, hướng dẫn cho từng hộ dân nếu họ không thể ra điểm hướng dẫn cố định. Đối với tôi thì công việc ban ngày nó rất là bận, cho nên là thời gian thì sẽ eo hẹp hơn. Thì công an với lại cả các lãnh đạo cũng đã tạo điều kiện cho chúng tôi được kiểu đến nơi tận nhà để hướng dẫn chúng tôi, để chúng tôi biết cách để cài đặt ở phần mềm mở thẻ căn cước công dân gắn chip với lại cả trên ứng dụng điện thoại. Chúng tôi cũng vận dụng vào linh hoạt theo thời gian đối với công dân lúc nào ở nhà, và để có thể đến hướng dẫn trong một gia đình có thể là 4-5 người, nhưng tôi chỉ hướng dẫn cho một thành viên trong gia đình hiểu và kích hoạt tất cả các nội dung cho công dân. Sau đó thì công dân cũng đã được kích hoạt thì đã tuyên truyền lại cho các thành viên trong gia đình. Tại phường Việt Hưng, tổ đề án 06 đã huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, trong đó đặc biệt phát huy vai trò của các đoàn viên thanh niên, bởi họ là những người có trình độ, tiếp cận nhanh nhạy công nghệ thông tin. Trong công việc ấy, còn nữa cũng khá nhiều khó khăn. Thì có những người già, những người có tuổi, thì người ta sẽ không hiểu hết về công nghệ, chúng tôi phải hướng dẫn cụ thể và chi tiết hơn để giúp người dân có thể hiểu được về những cái công những cái tính năng trên cái ứng dụng đời sống như này. Bên cạnh cái việc huy động lực lượng đoàn thanh niên là cái lượng trẻ và có trình độ về công nghệ thông tin, thì chúng tôi có huy động cái sự vào cuộc của các đồng chí trong hội cựu chiến binh phường, trong hội viên phụ nữ, đó là những người có tuổi, có tiếng nói, có uy tín đối với nhân dân. Và trước tiên, đó là cái sự gương mẫu của các đồng chí trong quá trình triển khai thực hiện. Cách làm mới, sáng tạo và phù hợp với tình hình thực tế của tổ đề án 06 phường Việt Hưng đã và đang tạo hiệu ứng lan tỏa và để lại ấn tượng tốt đẹp trong nhân dân. Dù công việc còn nhiều khó khăn, nhưng với sự nỗ lực và quyết tâm cao của các lực lượng tham gia trong tổ đề án 06, chắc chắn mục tiêu sẽ hoàn thành, từ đó phục vụ hiệu quả sự phát triển của kinh tế xã hội trong thời đại công nghệ số 4.0. Kính thưa quý vị, từ ngày mai 19 tháng 6 thì quyết định hạ lãi suất điều hành của Ngân hàng Nhà nước chính thức có hiệu lực. Đây là lần giảm thứ tư của Ngân hàng Nhà nước kể từ đầu năm đến nay và được kỳ vọng là sẽ kích thích khả năng hấp thụ vốn đang yếu của các doanh nghiệp và nền kinh tế.
Từ ngày 19 tháng 6, lãi suất cho vay qua đêm trong thanh toán điện tử liên ngân hàng và cho vay bù đắp thiếu hụt vốn trong thanh toán bù trừ của ngân hàng nhà nước đối với tổ chức tín dụng chỉ còn 5% một năm, lãi suất tái cấp vốn còn 4,5% một năm, lãi suất tái chiết khấu chỉ còn 3% một năm. Đồng thời tiền gửi từ 1 đến 6 tháng lãi suất cao nhất chỉ còn 4,75% một năm. Riêng quỹ tín dụng nhân dân, tổ chức tài chính vi mô áp dụng mức giảm từ 5,5% xuống còn 5,25%. Lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa của tổ chức tín dụng để phục vụ một số lĩnh vực ngành kinh tế giảm từ 4,5% xuống còn 4% một năm. Ngân hàng Nhà nước cũng vừa có thông tin thêm xung quanh việc quyết định giảm các mức lãi suất điều hành và trần lãi suất tiền gửi dưới 6 tháng. Việc điều chỉnh giảm trần lãi suất tiền gửi bằng Việt Nam đồng, các kỳ hạn từ 1 đến dưới 6 tháng, hỗ trợ ngân hàng thương mại giảm chi phí đầu vào, từ đó có điều kiện thuận lợi tiếp tục giảm lãi suất cho vay để hỗ trợ khách hàng giảm chi phí tài chính. Chính phủ vừa giao cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư định kỳ hàng tháng công khai danh sách các bộ, cơ quan trung ương và địa phương có tỷ lệ giải ngân dưới mức trung bình của cả nước. Đồng thời, Chính phủ cũng yêu cầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề xuất phê bình các bộ, cơ quan địa phương giải ngân chậm, biểu dương các bộ, cơ quan địa phương giải ngân tốt. Theo báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, thì đến hết tháng 5 năm 2023, có 39 trên 52 bộ, cơ quan trung ương và 16 trên 63 địa phương có tỷ lệ giải ngân dưới 15%. Trong đó thì có 32 bộ, cơ quan trung ương và 5 địa phương chỉ giải ngân được dưới 10% kế hoạch vốn. Quyết định về chủ trương đầu tư dự án cấp điện lưới cho Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu vừa được Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà ký và giao Tập đoàn Điện lực Việt Nam làm chủ đầu tư với mục tiêu cấp điện ổn định, an toàn cho Côn Đảo để phát triển kinh tế, bảo đảm an ninh quốc phòng. Dự án cấp điện lưới ra Côn Đảo gồm hơn 102 km đường dây 110 kV trên đất liền, trên không, cáp ngầm và hạng mục khác với tổng mức đầu tư ban đầu khoảng 4.950 tỷ đồng. Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, Sóc Trăng thực hiện đầy đủ các thủ tục giải phóng mặt bằng, đáp ứng tiến độ triển khai các hạng mục dự án và hiệu quả sử dụng đất, tránh lãng phí tài nguyên. Hai địa phương này cũng được giao giám sát việc thực hiện dự án của EVN đúng tiến độ quy định. Cảng Liên Chiểu có ý nghĩa quan trọng trong phát triển kinh tế Đà Nẵng và vùng Trung Bộ, Tây Nguyên. Ngay sau khi khởi công vào cuối năm ngoái, thì Ban Quản lý các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên Đà Nẵng đã đôn đốc các nhà thầu để tập trung nhân lực, tăng cường đẩy nhanh tiến độ, sớm hoàn thành kế hoạch đề ra. Theo cam kết, trong năm nay, liên danh nhà thầu quyết tâm hoàn thành kế hoạch giải ngân 100% số vốn đã bố trí cho dự án. Khối lượng xây lắp hoàn thành tương ứng đạt 632 tỷ đồng. Đại diện Ban Quản lý dự án cho biết, vấn đề về nguồn cung ứng vật liệu đang là khó khăn lớn nhất ở thời điểm hiện tại. Tôi cũng chủ động phối hợp với là các địa phương lân cận Quảng Nam, Quảng Ngãi để chủ động nguồn vật liệu, tranh thủ cái điều kiện thời tiết từ nay đến tháng 9 là tập trung cao độ để triển khai cái phần ngầm với mặt biển để đảm bảo trước mùa mưa là toàn bộ các cái phần ngầm sẽ được đưa lên mặt nước và bảo vệ cái an toàn cho công trình trước mùa mưa bão. Đối với hạng mục đê chắn sóng, đơn vị thi công đã tiến hành đúc hơn 400 trên tổng số 10.000 khối Laguna phá sóng theo bản quyền công nghệ và tiêu chuẩn của Nhật Bản. Thiết bị và nhân lực được bố trí ở 4 mũi thi công hiện đang được tăng cường tối đa. Hiện tại bây giờ ở đây thì chúng tôi có khoảng 150 cái thiết bị và khoảng 100 cán bộ công nhân viên về kỹ thuật. Và khoảng 200 công nhân thường xuyên làm việc ở trên công trường để đảm bảo cái tiến độ chung của dự án. Trong định hướng, cảng Liên Chiểu được xây dựng theo tiêu chuẩn cảng loại 1, cảng có khu bến container 114 hectare, khu bến tổng hợp 58 hectare tiếp nhận tàu container.